Hai chào anh, chào mừng anh có trở lại với channel của mình. Mình là Trọng Creator TV. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em biết mình sẽ cho anh em xem bộ sưu tập thẻ của mình. Đấy, bộ sưu tập mà thẻ của mình trong cái hộp này. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn coi. Ok, một cái hộp to chả ba lứa mà chỉ có bốn cái thẻ trong này. Thì mình đang sưu tập nhiều hơn nữa. Ok, đây, đây là cái thẻ cuối nhất trong số thẻ mà mình có. Đây là cái thẻ cuối nhất trong số những cái thẻ mình có. Và đây là thẻ VIP nhất trong những số thẻ mà tôi đã có. Này, nó có chớp 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 này. Đây, thẻ thứ ba vào đây, cái thẻ với thứ nhì đây, một con thằng chun. Đấy, và đây chính là toàn bộ những cái thẻ ta có. Còn cái tờ 50 thì không liên quan với mẹ nó đi. Đấy, đây là toàn bộ thẻ mà ta có. Chào các bạn. Nếu các bạn thấy hai clip này hay thì các bạn hãy like, subscribe và đăng ký kênh ta nhé. Thank you. Ok, thì cho tới các bạn xem lại một lần nữa các thẻ của mình. Ok, tạm biệt các cậu.